嗯，靠着，那哪呀？能那着，那那着那着，我马看，哎，哎，铁骨哎，如果太，哎，准备着，来不？哎，那得得，哎，把得把，安的，哎，老老没空的安铁的安的，哎。Đây anh luộc, đây thịt của anh đây, đấy, ăn đi. Đấy, tí nữa rơi nhá, đấy. Chị đây, đấy. Thấp thấp thấp, đấy, ăn đi, no đi. Đấy, nên đây chỉ tao ngay nó, bạn lâu lâu không ăn thịt ăn đi, ăn thoải mái đi. Đấy, cân lên ăn thoải mái. Thế còn chưa thái hết động lại, để mà ít cho cháu rồi, cứ để mấy trên kia. Đấy, à, nó đang xào đủ ăn thôi, đấy. Cái tàu lên trên đây, cái tàu chia khoai tròn đi hả cháu? Ừ. Nó bảo là cái đậu này nhìn mà mới, gia đình bảo là mới trồng vụ mùa đông này, đấy, nên là ăn rất là ngọt mọi người. Ăn phải mén nó, ăn thì quá tuyệt vời luôn, đấy. Thấy tưởng chi là mai tiên nó tàu. Đấy, bảo là lấy lắm mà miếng là nạp. Ở đây, miếng nạp đây. Đấy, lấy miếng nạp để cho cháu. Đấy, em mua được mai. Đấy, mua cho cháu ăn. Đấy. Miếng là nạp ăn miếng ngon. Đấy. Ăn mới lớn được. Đấy. Ăn thì mới lớn được nhá. Phải ăn nhá. Thì mới có sức khỏe được. Đấy. Đấy, mày mến mọi người ăn nước ngon. Đấy, mày mày ăn nước đậu, rau, cải này tuyệt vời. Đấy. Cái chồng một tập tay rồi. Nó tập à? Bà Ngô hơi già mọi người. Ngô này rất là già. Cái máy nghiền này này. Chắc là cái đá mòn rồi sao ấy. Cái hạt rất là... Hiện tại Mỹ Linh cũng... phải đến nhà anh lúa rồi mọi người. Đây. Anh gọi một cái căn nhà rất là nhỏ bé luôn mọi người nhé. Đấy, thì không... mùa này chắc không làm gì nên anh chắc cũng có nhà thôi. Anh chỉ chả biết ở đâu này có chó. Mà khi đây tao chỉ mất đây à, không có chó. À đây anh luôn đây. Ơ chị có chị ồ. Bao nhiêu? À anh bảo đang cho bò ăn mọi người. Hai vợ chồng rất hoàn cảnh mọi người đây. Nhà thôi. Bên máy trái này là chơi bằng bạc thôi. Đấy. Nếu chơi ồ. Ừ, xin chào nhé, nhớ chưa bố? Không, đi chú hóa chị rồi. Nhớ chưa sư? Nhớ chưa lô? Xin chào nhé. Đây, bác có mua bánh kẹo về đây. Đây, rất nhiều bánh kẹo cho. Đây. Đấy. Này, cho bánh này. Nước than này. Ừ, này. Đấy. Ăn một bánh kẹo cho nhá. Đây là phở với mắm muối mì chính đây mọi người. Còn đây là cân thịt. Nó khả không phanh cho chè. Phanh. Phở. Phở với mì chính mắm muối. Đấy, chơi khoan ngay đi tí. Bây giờ có chén ngay thôi đi. Đây là thịt nhá. Đây thịt thì mong ngon nhá. Ờ. Đây thịt rất ngon. Ờ, bây giờ tôi chờ ông lòn để chuẩn cho ông Tấn thôi. Đây mẹ anh lúa mọi người. Đấy. Ở lò xong là hôm đó xong đi không? Giấu chỉnh cho là. Ừ là cái xong mua mua chập lòng. Gì ở lòng nhỉ? Mẹ anh lúa 84 tuổi mọi người. Đây, đây mẹ anh đây. Đây 84 bác cũng là già rồi. Ơ chỉ mua khéo cho à? Ờ đâu khéo. Mua cho xong nhẹ. Dưới chỉ hủ thích có ta à. Thích có ta nên nghe à. Nghe tuổi rồi. Úi tuổi sợ. Mẹ anh lúa bảo là Mỹ Linh hỏi là thế bác không đi dép mà mùa bây giờ rất là lạnh rồi thì bác nói là không có tiền mua dép mọi người đi chân đất thôi. Ơ một cái tờ tao hăng tết đi là đó. Đấy. Một tao ốp cái xong ồ bà bảo là đi chân đất được 2-3 năm rồi không có tiền mua dép mọi người đi toàn đi chân đất thôi. Lúc cháu nhá một bọn nó cho sao mà một kia ờ bác bảo là để đi Mỹ Linh hỏi thế mùa đông là đi trên đất có lạnh không bà có nói là lạnh lắm nhưng mà
do là điều kiện gia đình kinh tế rất là hoàn cảnh mọi người. Đấy, cho nên là rất là khó khăn. Đấy. Đấy, mình lấy phở về thì anh phải pha cho cháu ăn. Ơ, một lát anh mới dọn rồi. Ừ, chào cháu. Đấy. Đấy, mì phở, mình anh vừa lấy về đây thì anh... Đấy, bảo là tiện thì nấu phở sáng cho cháu ăn. Đấy. Ừ, bánh ngon thế nhờ. Bánh ngon nhá. Đấy, chú mua bánh ăn ngon thế. Mấy ít sống tao rồi đó? Mấy sống tao. Chị giống nhỏ nhá. Chị giống nhỏ. Nếu tết của chị giống nhỏ. Chị cho nồng đó. À, bạn là đang... cháu đang ốm. Đấy, hơn một tuổi rồi. Đấy, chị có hát chị ăn đi. Thôi rồi canh chèo. Thôi rồi đây là nhà đang luộc ít đậu để ăn sáng mọi người. Nhà ăn mất kho là rót được không? Đây, mình lúa mọi người, anh... Ờ, chị cháu tải xong rồi nhá? Dạ. Anh hơn 50 tuổi nhưng mà do cái chân anh này bị khuyết tật mọi người ạ. Đi nên là khập khiến rồi đây. Ừ, chính do này. Ừ. Anh ấy bị khuyết tật ở chân nên là cứ khập khiến. Ừ, được tao đấy. Bà phải nói là anh lúa để được Mỹ Linh. Đấy, bà là anh lúa này để được ra Mỹ Linh đấy. Anh hơn 50 tuổi rồi. À, ông mua rồi chứ, chị mua không? Ông mua bà vợ đang ốm nên là mới ngồi một chỗ bên kia mọi người. Mà ta thấy trẻ em mới xem một chị cháu. Ồ, mới mua chị à? Một chị cháu kia? Cho nên nóng rồi. Ồ. Ồ, tôi mới cháu nóng rồi mà. Ồ. Ừ. Đây, cái thất của anh lúa đây. Một tấn ván cắt đôi mọi người. Mình mới thịt lên cho gia đình ăn sáng. Thế tao ăn tết chỉ ăn nó ngay rồi. Hả? Tao ăn tết chỉ mang ngay nữa. À, tao ăn tết xử rồi. Tết xử rồi. Ăn tao xong rồi. Tao mới xong rồi. Trẻ này mua. Bé xử dạo. Ồ. Lót xử. Anh lúa bảo 4 tháng nay chưa có thịt ăn rồi mọi người ạ. 4 tháng à. Thì hôm nay Mỹ Linh có mua ít thịt cho gia đình anh lúa với bà. Đấy, với cháu đây, vợ anh lúa đây. Đấy. À, nhìn thấy ông bố bao mỏ không? Hả? Bao mỏ không? Chị ua cả. À, thế là Mỹ Linh bảo là chị biết giờ biết nấu cơm chưa? Chị phải bảo là vẫn chưa biết nấu cơm mọi người ạ. Đấy. Vẫn chưa biết nấu cơm. Cháu anh cho anh lúa uống mỏ sao đau sức à? Nhỏ. Ờ. Bảo là anh lúa lên nấu cơm cho thôi. Chứ còn vợ thì không biết nấu cơm. Đấy. Anh lúa đang chuẩn bị thái thịt mọi người ạ. Đây là gia đình bà 4 tháng rồi, không có thịt ăn rồi, ta ăn rau ấy. Thế nó mỏ phong là năm đây? Nó mỏ phong. À, Mỹ Linh hỏi là thế gia đình ăn cơm gạo hay là ăn cơm mèm mén? Bà là cơm mèm mén thôi, cái này chắc là cái đồ hấp mèm mén đấy. À đây, không phải. Khói quá. Nè, tại kia nè, chị uống mỏ mông à? Uống mà. Bè uống nó tẩy phía thân về. Ồ, tẩy phía bè à? Lúa bạn là được một chậu mèm mén ở đây rồi. Đấy. Đây mọi người, đây mèm mén đây. Trời tối quá. Đây. Phải nấu được một chậu mèm mén đây rồi. Đấy. Cái này như kiểu gì? Nhìn hạt rất là to mọi người. Cái này như kiểu nó cắm lợn sao, hạt to quá. Do là chắc là lúc này nó rõ rễ té rồi. Rễ à, chỉ chả cho lấu luôn.
Già quá. Mà mén rất là già, mọi cái hạt rất là to. Lớn nó hơi hơi thay trâu. Thò lại rồi. Gia đình 4 tháng trời không được ăn thịt. Đấy, bảo là Mỹ Linh mua thịt về cho gia đình lúa ăn một bữa cải thiện những cái bữa mặn mọi người ạ. Đây là miếng toàn thịt nạc thôi mọi người nhá. Đây miếng thịt nạc rất là ngon. Đấy. Thịt nạc thôi. Rồi cái thớt anh lúa thì cũng là tôi ván cắt một đoạn về thôi mọi người đây. Thịt quá ngon mọi người. Ơ ơ tôi mà giờ chặt chằm. Hả? Thịt rất là dày, toàn thịt nạc thôi. Đấy. 2 cân ăn thoải mái mọi người ạ. Cho chỉnh chỉ nào. Ừ. Chỉnh chỉ nào. Đấy, toàn thịt nạc hết. Đi, mặc quần rồi nha, xinh gái thế. Rồi, nhạy thế nhỉ. Nhạy bác quá nhỉ. Để ăn nhá. Đấy, bác mua nhiều kiểu lắm ấy, ăn kiểu đây. Đây. Để xem anh lúa thấy thịt nhá. Ồ, mọi người thịt, mọi người nhìn xem. Dày 2 phân 2 phân. Đấy, rất là dày. Thấy hàng 2 phân luôn. Chắc là cũng lâu rồi nên là anh thấy dày mọi người. Thì thường phải mỏng, một miếng phải được 3 miếng thì mới dễ ăn. Bây giờ là rất là dày. Đấy. Một miếng thì 3 phân 2 phân. Đây. Bác cứ bữa nọ tả nó cho đi không? Hả? Thì bác cứ sẵn thả tả nó cho đi không? Bác cứ cho mẹ đi không? Bác cứ cho mẹ đi. Ừ. À, Mỹ Linh hỏi là ngô anh lúa vụ vừa rồi thu về ăn gần hết chưa? Anh bảo là gần hết rồi. Chắc là không đến Tết là hết ngô rồi mọi người ạ. Đấy, năm nay là ngô mất mùa với lại gia đình bẻ được một ít thôi. Đấy, nên là anh lúa bảo có khả năng là chưa đến Tết là cũng hết ngô rồi. Bà thì đang ốm nên ngồi đúng một chỗ đây. Đấy. Bà đi chân đất thôi mọi người. Không có dép để đi, giày dép đi. Đấy. Mọi thứ ở đây xung quanh nhà anh lúa thì cứ vậy thôi mọi người nhá. Đấy, nhà này cũng rất hoàn cảnh đây. Như ra ngoài quay mọi người xem lại nhà anh lúa. Đấy. Máy trái bên này thì cũng che bằng bạc nhưng mà cũng bị rách hết rồi mọi người ạ. Rách hết bạc rồi. Ngôi nhà này hoàn cảnh nhất xóm luôn mọi người. Quần áo phơi không có móc chỉ phơi như thế này thôi. Đấy. Hôm nay được ngày trời nắng rất đẹp. Đấy. Anh lúa ở trên cao lắm mọi người nhá. Ở đây là gần đỉnh núi này luôn này. Đấy. Ngay chân núi luôn. Đấy. Ở chỗ rất cao. Đấy. Đi bộ ra ngoài mặt đường to thì phải được 3 cây số đi bộ mọi người. Không có đường vào, không có đường xe máy vào ấy. Phải đi bộ thôi. Đây thì cũng có nuôi một con bò ở đây. Ôi ôi, bò sao ta ăn với đây. Cái chuối băm chặt vào thôi mọi người ạ. Ăn khổ lắm. À thế mà bò vẫn béo đấy. Ai da. Bò cũng béo.
Chứ chuồng thì không đảm bảo mọi người nghiêng hết rồi. Nghiêng ngả hết rồi. Tôi còn nuôi một con lợn bé bé ở đây. Con lợn này chắc tầm khoảng 3 cân. To hơn mèo con, à to hơn con mèo. Cái này mà gió to thì cũng không đảm bảo lắm mọi người. Anh vừa thấy thì xong rồi. Nó tụi hạt dày. Nhưng mà chở bên trên cho mai này rồi đó. Chở mai. Đấy, bảo là để ít hai miếng thịt nạp to này cho cháu để khi nào mà cháu lười ăn cơm thì thái một miếng nhỏ nhỏ ra để đấy, lười cho cháu mới ăn cơm được. Đấy, không là phân cơm. Đấy, miếng thịt dày quá mọi người. Thì 3-4 phân nếu rồi. Ôi, luôn thấy thịt dã man thật. Không chúa. 3-4 phân. Vô chua. Bạn đang luộc thịt cho cháu đây. Mọi người rất là hoàn cảnh, như là nước này phải xách từng cái can nhỏ nhỏ này tích trên kia về thôi. Ở đây thì do là không có nước nguồn mọi người, toàn là hứng nước mưa. Nhưng mùa này thì không có mưa rồi. Đấy. Nhưng lúa phải lấy cái này đi đi mút nước ở trên kia, có một cái bể hứng nước mưa ở ngoài nhưng mà rất là bẩn mọi người. Thấy lúc cạnh có chịu sự không cái gì mà muốn cái nó chia tiền thì tiền đến nó tao. Mình bảo là thôi để anh lúa luộc ít thịt cho cháu ăn nữa. Phở trắng này là không ăn được. Không có mỡ. Nên lên chạy tụi chỉ mua cho cái rau thế mà. Hả? Nên này. Chỉ mua đó. À bảo là cũng không có mỡ để xào rau. Đấy. Tao không thấy tôi chỉ mua cho cái rau à? Lót lì là thế? À, bà cũng nói là được 4 tháng trời nữa rồi. Không... nó cũng không có mỡ để xào rau các thứ. Con dê này. Dê. Ừ. Dê nhất giống nó. Dê mà nó chờ nó gà nó tốt thế mà. Tả thế là đâu. Dê tả thế. Ừ, thôi thì po thế này. À, bảo là muối thì cũng gần hết rồi. Muối thì cũng gần hết rồi mọi người. Đấy. Thì mẹ mi lúa có nói là chia sẻ với bác như thế này. Mẹ mi lúa có nói là bác cũng năm nay cũng hơn 80 tuổi rồi. Đấy, thì cũng không dép giày dép để đi. Đấy, nhà thì cũng rất hoàn cảnh. Thì là bác có nói là cũng xin ít kinh phí của quý mệnh thường quân trong ngoài nước để cho gia đình bác sửa sang lại cái nhà này. Đấy, bởi vì cái nhà rất là nhỏ bé mọi người ạ. Cái này nó chỉ tầm khoảng hơn 30 mét vuông thôi nhá. Rất là nhỏ, chật hẹp luôn. Đấy. Cho nên là tòa nhà rất hoàn cảnh mọi người ạ. Này. Tao, cái con này. Tao đi. Bao nhiêu bộ bao à, số tiền? Hả? Ờ, tiền nha. Bao nào đó. Chỉ bao. Mình lại hỏi là chị biết đếm tiền không? Chị bảo là không biết đếm 1.000 nào luôn. Đấy. Không biết tiền số bao nhiêu, không biết luôn. Đấy, không biết đem tiền luôn mọi người. Cơm không biết nấu nữa. Mọi toàn là anh lúa khuyết tật này nấu thôi. Đấy. Ông thì cũng mất rất là sớm rồi mọi người nhé.
Đấy, ông thì mất rồi. Đấy. Nó sẽ cắt chém mỗi này nhanh thì chỉ mua đấy là mua. Thế quá. Ừ. Mùi mua đấy không? Mua. Mùi thật là hạt bạc quá mùi khế chỉ tao. Khế chỉ tao. Anh Lỗ bảo cái chân của anh là không thể chạy được, chỉ đi lò cò thôi mọi người. Như là lò can không? Ờ. Không chạy được nên là đi lò cò thôi. Bị khuyết tật rất là nặng mọi người. Tao thì leo tao mà giống như phải thay giày nó mà ờ. Bảo là chân thì đi cày được nhưng mà vẫn đi cày được nhưng mà không chạy được. Bò mà đi nhanh thì anh bảo là đôi khi phải thả lưới cày đi thôi đấy. Bò kéo đi đâu thì kéo thôi chứ thực tế là anh không đuổi được bò đấy. Đấy. Đó cái chân này anh quá nặng. Đấy. Anh ngủ chỉ chửi đó. Nó mà chỏ mà mén cửa nhà gia đình đây mọi người đây. Nên đi bỏ mua nhà mua tờ trao thế mà. Hả? Nhà mua tờ trao thế mà. Tôi chỉ mua cái là cái kho bếp thì phải lấy cho này lấy to tích hợp cho mẹ mẹ. À. Thế mình hỏi là nhà có củi đun không? Anh Đỗ bảo thỉnh thoảng đi nhặt cái cành khô rơi, cành cây rơi khô về thôi. Đấy, chứ thực tế là không có củi chặt để đi đun. À, đôi khi phải dùng cái cành ngô khô để nấu cơm với mọi người đây. Đấy. Đấy. Đấy, này là chất đốt để nấu cơm, nấu chín rau và nấu cơm. Đấy. Thì bà thì cũng ngồi bên kia cả buổi sáng này, không di chuyển được. Bà lạnh quá với lại không có giày dép đi, đang ốm. Cái nhà anh Lúa thì mọi người biết rồi, đấy, rất là hoàn cảnh. Đấy. Nhà thì nhỏ tí mọi người, hơn 30 mét vuông thôi. Chân này rất là cao mọi người nhé, ngay gần chân núi luôn đấy. Đây là cái cây ngô khô chất đốt nấu cơm nấu nướng của nhà anh Lúa đấy. Đấy. Nhà rất nhỏ nhưng mà lại hay bếp mọi người. Bà khắc đun một bếp ở đây và anh Lúa thì khắc có một bếp riêng bên này. Bạn nên bún nó ok mà nó ok đó. Thế là luộc rau ở trong cái siêu cho mọi người đấy. Gia đình rất hoàn cảnh, chả có nồi nhấc gì nữa, là luộc rau trong cái siêu đấy. Rất là hài. Anh Lúa thì mọi người rất chịu khó nhưng mà mỗi tội là cái chân của anh không được khỏe. Đấy. Mỗi tội đấy là vợ lại không biết nấu cơm nữa. Ngoài cho con ra thì chả biết làm gì. Đấy. Thì gần chín rồi đấy. Cái cậu đàn gì này.
Miếng thịt dày khoảng 2-3 phân mọi người. Đấy, anh gì 4 tháng trời không có thịt ăn được. Vậy đang sai bảo anh đi tìm cái thìa nhỏ nhỏ cho chó ăn cơm. Anh xào thịt chỉ luộc mọi người ạ. Đây. Thịt, toàn thịt nạp thôi, rất ngon mọi người. Đây, nhưng mà anh cho nhiều nước quá. Và vớt ít nước đi để xào khô khô thì ăn mới ngon. Đấy, nhiều nước quá thì ăn lại mất ngon mọi người. Đây. Chảo rất là mỏng nên là xào sợ nó hay cháy thì cho nước. Anh nói gì nữa, chỉ một khẩu phá phử lọ. Cũng mù á, mà mù à. Mùa nó sọc khứ rồi. Mùa nó sọc khứ chứ? Thế là nó khứ tay đậu khả. Mình có hỏi là anh không đi nhà bê chai nữa à? Anh... Cái này đây. Ba... Tại ý phó phanh mày. Anh bảo là chỉ đi nhà bê chai thứ bảy chủ nhật thôi mọi người ạ. Đấy, thứ bảy chủ nhật anh đi bộ đến đây ra ngoài kia là khoảng 7-8 cây. Anh đi bộ khoảng 7-8 cây thì anh đi nhặt ve chai ở ngoài huyện. Để anh về thì anh bảo là mỗi một lần đi nhặt ve chai về thì được một gói phở 20.000 về cho chó. Đấy. Chứ bảo là mà các khả tần tao thì mà khả tao tay bó phánh à? Cháu ơi. Tay đỏ mà như là tâm nành gỗ chia tay mà hình như là thế tao thế tao là cho thấy mình ở chi thế nào mà anh bảo là mỗi một lần đi nhặt ve chai 2 ngày, đi nhặt ve chai 2 ngày thứ bảy chủ nhật thì được 20.000. Thì anh bảo là được 20.000 thì chỉ mua một bó phở với cho con thôi. Đấy, bởi vì con ăn bèm bén này thì là con khoan được mọi người đấy, nên là anh phải đi nhặt ve chai để kiếm gói phở. Đấy, anh bảo đi nhặt được 2 ngày thì mới được một gói phở 20.000 thôi. Đấy. Em nhà ve chai được 20, bán được 20.000 thì mua một gói phở về cho cháu thôi. Đấy. Cháu thì không ăn được mềm mét. Anh vừa chia sẻ như vậy mọi người ạ. Anh đảo thịt liên tục. Do cái chảo rất là mỏng nên sợ cháy nên anh phải đảo liên tục mọi người. Đây, thịt rất là dày, 2-3 phân. Đấy. Bác lúa này sắp thành đầu bếp rồi. Đảo liên tục, liên khúc.
sợ trái. Thịt rất là thơm mọi người ạ. Thịt thơm lắm. Đây. Đây là thịt lợn đen nên là thịt rất là ngon mọi người nhé, rất là thơm. Lợn đen ở quê Mỹ Linh là thịt làm ngon như thế này là một cân là 150 mọi người ạ, 150.000 một cân. Thì lúc này mình đến mua 2 cân là 300.000. Chúng tôi gia đình anh lúa ăn một bữa, và với anh bảo nhịn 4 tháng trời, nghĩa là từ Tết đến giờ rồi đấy, mới được ăn bữa thịt lần đầu tiên ở đây. Thịt quá thơm mọi người, đây, thơm lắm. Gia đình không có nồi nên là luộc rau trong siêu. Đây mọi người, đây là một cái bát đựng ớt. Đây, rất sành điệu. Đây là ớt. Đây cái chảy giá ớt, à cái cối gỗ giá ớt. Đấy. Đây rau nhạt là mềm mén. Đây. Thì anh lúa thấy thì phải nói là đấy, hay dày, hay ba phân miếng. Đó, cơm đi. À, biết sẵn đâu hả? Cơm đi nhá. Ăn đi. Đấy, ăn cơm đi nhá. Đấy, sẵn đàn đó. Cố nhau ăn nhá. Cố nhau ăn miếng ngon. Đấy. Ăn cơm nhá. Nước canh rau nhạt mọi người đây. Đấy. Nước canh rau đậu ăn rất là ngon. Rất tuyệt vời. Chắc có rau chắc ăn gì rồi. Ăn gì rồi. À, ngon lắm mọi người. À, cành ngọt lắm đây này. Đấy, cành rất là ngọt. Đấy, cành đậu với rau cải rất là ngọt. À, đây mềm mén này mọi người xem. Đấy. Cái hạt rất là to. Cái hạt này cho gà ăn được như đấy, hạt to quá. Ừ, nó chưa. Thấy tưởng ngay được mai đấy. Đấy, bảo lấy thịt cho cháu đi. Đấy, lấy thịt cho đấy miếng to to vào ăn mới ngon. Đấy, nhà gia đình thì mấy tháng trời không để ăn thịt rồi. Đấy, ăn đi. Đấy. Này, ta nó bỏ. Ờ, tốt nhiều khả nhỉ. Gia đình hôm nay mới có rất là lâu rồi mọi người mới có bữa ăn mặn đấy. Mọi lần thì bà cũng nói là chỉ ăn với rau nhạt với ớt thôi, chỉ ăn rau nhạt với ớt thôi, ngoài ra là không có thịt ăn. Thì hôm nay Mỹ Linh cũng ủng hộ gia đình hay ăn thịt để ủng hộ ăn một bữa mặn đấy. Nó bỏ mặt luôn. Nó mở khắp. Rất là ngon mọi người nhé. Đây, đấy. Đây rau cải với đậu. Rất tuyệt vời luôn. Ăn rất ngon. Ngọt lắm. Đấy. Này ăn trộn mềm mén thì rất là ngọt. Nó chụp khẳng ấy nó chụp bò. Ừ. Khao chưa? Nó nổi. Nó chụp. Nó mà khẳng. Đấy, thịt của anh lúa Thái. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, bò. Đấy. Đó, tôi. Đấy, bà, thôi, bà ăn đi. Đấy, lâu lắm rồi không để ăn thịt thì ăn đi. Đấy.
Đây anh luộc, đây thịt của anh đây. Đấy, ăn đi. Đấy, tí nữa rơi nhá. Đấy. Chị đây, đấy. Thấp thấp thấp. Đấy, ăn đi. Ngon đi. Nên đây chỉ tao ngay nó. Bạn lâu lâu không ăn thịt ăn đi, ăn thoải mái đi. Cái cân lên ăn thoải mái. Thế còn chưa thái hết lượng lại để mà ít cho cháu rồi. Cứ để mấy trên kia. Đấy, à, nó đang xào đủ ăn thôi. Đấy. Cho tỏ lên chén này cho tỏ chia khoai tròn đi hả cháu? Ừ. À, nó bảo là cái đậu này nhìn mâm mới, gia đình bảo là mới trồng ở vụ mùa đông này. Đấy, nên là ăn rất là ngọt mọi người. Ăn phải mén nó ăn thì quá tuyệt vời luôn. Đấy. Thế tuần chi là mai tiên nó tao. Đấy, bà này lấy lấy một miếng nền nạp. Ở đây, miếng nạp đây. Đấy, lấy miếng nạp cho cháu. Đấy, em mua được mai. Em mua cho cháu ăn. Đấy. Miếng nền nạp ăn miếng ngon. Đấy. Ăn mới lớn được. Đấy. Ăn thì mới lớn được nhá. Phải ăn nhá. Thì mới có sức khỏe được. Đấy. Đấy, mày mến mọi người. Ăn nước ngon. Đấy, mày ăn nước. Đậu, rau, cải này tuyệt vời. Đấy. Cái chầm một tao tao. Nó tập à? Bà Ngô hơi già mọi người. Ngô này rất là già. Cái máy nghiền này này. Chắc là cái đá mòn rồi sao ấy. Cái hạt rất là to tròn và giòn mọi người. Gia đình rất là lâu rồi mới được ăn bữa mặn, mới có thịt ăn đi. 4 tháng trời, Tết đến giờ rồi mọi người. Nói là gia đình anh rất là hoàn cảnh mọi người. Đấy, mọi người cũng xem qua cái nhà mọi người biết rồi. Gia đình anh rất hoàn cảnh. Đấy. Thế tuần trước bỏ đây 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 mấy thịt nạt vừa dễ ăn nè, to 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 đấy ăn đi nó kìa, nên ta chén nó ngay nó nè. Bạn lâu lâu rồi không để ăn thịt thì ăn đi, ăn thoải mái đi. Cánh ngọt một ạ, cánh rất là ngọt đấy, cánh ngọt lắm. Thế sẵn không? Ừ, tốt cho chưa? Ừ, tốt chưa? Nhiệt tốt khắn đấy này. Nhưng mà muốn đào phở bên này không nói gì, nhưng nó chỉ tạo thế bên đó để tạnh nó gai thì nó chỉ chịu. Nó cái chùa mà muốn hào hào tà mà phư rồi thế nó chỉ tao là ôi nhà nó hay nhà nó chùa chứ nhà nó cho rau chùa đấy mà không hiểu hết thay cháu hay hiểu chỉ cho nhà nó bị bên nào nên nó thua à. Nó mà mong thế mà chính cháu được năm nay. Ừ. À thầm nhá. Nó tốt tâm mà hành cái tài nó nghĩa khó. Ừ. Ôi chân ra nữa, sợ thế chung nó mỏ này lệnh tài nhấn nó nhớ ý à, mình nhớ. Ở bé tử hả? Ở bé tử đi à? Vô chẳng mấy tốt rồi. Dạ nè, bé tử tốt. Bà tâm sự Mỹ Linh là bà để là con trai thôi. Mấy tài là gì à? Mấy gì mà nè, nè chứ khẽ, dạ khẽ dạ, dạ phao, không dạ phao. Em là bà đã khen vợ Mỹ Linh người Tây sống như người Mông luôn đấy, rất biết điều bà phải khen gia đình Mỹ Linh như vậy. Bởi vì hôm trước là bà cũng đi qua nhà Mỹ Linh ấy. Thì
thì cũng vậy mình cũng nấu bữa cơm mặn cho bà ăn nên là bà đang rất là khen ngon đấy. Nó nghe chó nên nó chưa khá nó nên mặn gió. Nói mặn kiểu tận à hả? Anh nói là ớt nó phải ngon à? Nó có nhận nó rau không? Tạo không? Chúng ta sẽ nhận nó. Cho mình tạo tờ rau và ăn nó chữ. Nhìn nó như hai nhìn nó bọc chuột chuột hao chân thành thế khó chứ. Cơm xong rồi mọi người. Đấy. Gia đình ăn cơm trưa xong rồi đấy. Chị Mỹ Linh cũng xin phép gia đình về. Mà nhớ đẹp bố ơi. Nhớ chiều uống một chè. Uống no lại, uống no lại. Hắn đi kia. Mà mùa chờ phát chứ. Chết con lên nhớ đi. Mùa nhớ đi nhớ. Thảo thử. Thảo mua sẽ chết mà tôi. Thôi Mỹ Linh à. Cha Leo, con cơm với gia đình rồi. Thôi Mỹ Linh xin ra về nhá. Hà Leo, thôi em cháu về nhá. Hà Leo, Hà Leo, bây giờ nếu mà sửa chút thay. Hà Leo nhá. Thôi nhá. Thôi Mỹ Linh về đây. Mỹ Linh xin chào nhá, chào gia đình nhá. Nên mọi người thì là đấy, mọi người cứ xem qua thức phim mọi người biết rồi. Đấy. Mỹ Linh cũng ủng hộ gia đình hai cân thịt để ăn mặn. Đấy thì hôm nay là Mỹ Linh cũng cũng vừa ăn cơm với gia đình xong rồi đấy, thì mình là cũng xin phép ra về đấy. Thì qua thước phim thì đấy, bà cũng kể rồi, gia đình cũng kể là được 4 tháng trời không được ăn một miếng thịt rồi mọi người đấy. Thì những cái thước phim trước thì bà cũng kể là từ khi đến Tết, từ Tết đến khi mà vun ngô này đấy, bể ngô xong này đấy, là không có thịt để ăn mà cũng không có mớ sầu dao ấy. Thì hôm nay Mỹ Linh vào đây thì cũng mua 2 cân thịt mông. Đấy. Trị giá khoảng 300.000 đồng. Đấy. Mua về cho gia đình, anh Lúa với bà. Được là kệ thiện bữa ăn. Cho ăn mặn. Đấy, cho gia đình. Thì hiện tại Mỹ Linh cũng ăn cơm với gia đình. Và cũng cơm xong rồi. Thì Mỹ Linh cũng xin phép ra về đây. Đấy, thì là gia đình của nhà anh Lúa rất hoàn cảnh mọi người ạ. Đấy, thì lúc nãy mẹ anh luôn có nói rằng là xin quý mệnh thừa quân trong ngoài nước là mỗi người ủng hộ cho gia đình anh Lúa một chút để sửa sang cái nhà. Đấy, mùa đông rất là lạnh, mọi thứ thì cũng bị hỏng hết rồi. Đấy, thì là mẹ anh luôn có nói như vậy. Đấy, thì Mỹ Linh cũng ra về rồi. Đấy, thì Mỹ Linh cũng xin kết thúc video tại đây mọi người. Đấy, mình là đi tít tận trên đỉnh núi trên kia rất là xa. Đấy, đi bộ khoảng 3 cây mọi người nhé. Đấy, cho nên là Mỹ Linh cũng xin thấy mọi người thấy phim video Mỹ Linh hay thì cho Mỹ Linh xin một lượt like và một lượt đăng ký để Mỹ Linh có những cái động lực đấy, đi vào thôn bản chia sẻ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cho tất cả mọi người được xem và được biết đến. Là trên vùng cao Mỹ Linh còn rất nhiều người, có rất nhiều nhà nữa, rất là hoàn cảnh mọi người nhé. Mỹ Linh xin kết thúc video tại đây. Mỹ Linh xin chào tất cả cô chú bác anh chị và mọi người nhé. Có một buổi xem phim vui vẻ bên mái ấm gia đình nhé. Mỹ Linh xin chào tất cả mọi người nhé.